Và hôm nay chúng ta sẽ cần biết thêm một loại nữa thôi, là sắt Fe56 nha. Ở đây là mình có cái gì đầu nè, U nè, sắt nè, nhôm nè. Tiếp theo của mình là cái gì? Hg nha. Xong rồi sau đó tới Bt nè, Au nè. Hôm nay thì chúng ta sẽ học tới sắt thôi. Và tiết học của chúng ta tới đây là kết thúc. Các em ra chơi. Chị Wendy xin chào tất cả các em. Các em ơi, có phải là giờ ra chơi chính là cái giờ mà các em mong chờ nhất mỗi khi đi học không? Chị Wendy cũng như vậy. Và đương nhiên trong giờ ra chơi thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp những kiểu người đặc biệt. Và những kiểu người đó như thế nào, cùng khám phá với chị Wendy trong clip ngày hôm nay nha. Kiểu người đầu tiên đó chính là thánh ăn vặt. Các bạn này giống như là một cái tiệm tạp hóa thu nhỏ vậy luôn đó. Cái gì các bạn nó cũng có, đồ ăn trong giỏ, trong ngăn bàn, tức tuần tật. Yeah, nó chơi rồi, ăn thôi. Thú quá. Và đương nhiên khi mà ăn như vậy, càng đông sẽ càng vui cơ đúng không? Cái gì ngon nè, một miếng ăn hả? Cho tôi miếng đi. Lắm đồ ăn kia. Thôi không ăn. Cảm ơn nha. Kiểu người thứ hai đó chính là bà tám. Những bạn này thường hay tụ tập thành các nhóm nhỏ và có thể biết hết tất cả những chuyện trên đời. Chỉ có một việc các bạn ấy chờ đến hết tiết học một cái là các bạn ấy nói như chưa từng được nói vậy luôn á. Vô. Và cũng có một kiểu người đó là dành thời gian quý báu của giờ ra chơi để đi ngủ. Những bạn này luôn luôn trong cái tình trạng thiếu ngủ. Cô chào cả lớp. Cả lớp, đứng. Ê, bắt đi. Chạy con vô kia. Trời ơi. Từ từ, đợi một chút để tôi hỏi con nhỏ này coi nó có biết không. Ê, đó còn á, mấy này nó ngon thiệt luôn á, nhiều quá. Ê mày ăn một miếng. Ngủ nữa. Có thể những bạn này gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng mà cũng có thể các bạn ý phải thức khuya để học bài á. Đây là biểu hiện của những bạn mà có cái thời gian biểu thực sự chưa hề hợp lý một chút nào luôn. Cho nên các em, nếu như mà em nào nằm trong cái trường hợp này thì các em nhớ hãy sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi của mình một cách hợp lý nhất nha. Có lẽ những bạn mà dành cái khoảng thời gian để học tập, để làm bài, học bài là những bạn đáng nể nhất trên cuộc đời này. Yeah. Ôi, trời ơi, sướng gì đó. Không tin luôn. Ai vậy? Trời ơi, giờ mà còn học nữa hả? Không phải, mình tranh thủ học một chút xíu chứ để lỡ lát biết sao cô kêu lên kiểm tra rồi sao, điểm thấp á, quê lắm. Ủa sao bây giờ phải học vậy? Ra chơi rồi mà. Ủa thì bây giờ học thì tối nay về mình khỏi học, mình có thời gian coi clip chị Vân đi. Yeah. Với các bạn nam thì giờ ra chơi sẽ là giờ giải phóng toàn bộ năng lượng các bạn đó có. Các bạn đó luôn sử dụng hết toàn bộ sức lực của mình trong giờ ra chơi.
Vui thì có vui thiệt đó, nhưng mà chỉ tội nghiệp những cái bạn nữ ngồi kế bên thôi. Ôi trời ơi, nóng kìa. Nóng quá cơ. Nóng quá. Mát quá, mát quá, mát quá. Hôi quá ông ơi. Chết tôi luôn á. Có một thành phần nữa, đó chính là những bạn chuyên đi chọc ghẹo người khác. Mà thường cái thành phần này là các bạn trai nhiều hơn. Không biết là trong lớp các em có bạn nào giống như vậy không ha? Mình đang nói chuyện với nhau. Cái gì? Kỳ cục. Tôi mát cô à. Hư cái kỳ ghê không mà. Thiệt á. Tôi mát cô. Vui thì vui vừa thôi, tại vì nếu như mà các em gặp các bạn hiền hiền á thì không sao. Nhưng mà nếu như gặp trúng chị Đại, xác định đi nha. À, giỡn mặt hả? Trời, mày lừa tao chi vậy? Đi qua đi, trời ơi, giỡn đi. Còn một kiểu người nữa, đó chính là các bạn mỗi giờ ra chơi chỉ có đi chơi một mình thôi á. Nếu như mà là chị Vani, chắc chị Vani sẽ buồn chết luôn á. Ha, lớp bên kia kiểm tra rồi hả? Dạ. Thôi mà ăn món này ngon không? Ừ. Ăn không? Thôi, không ăn đâu. Kệ. Ê, ra chơi rồi, đi chơi không? Bánh nè. Thôi tôi không chơi. Ôi trời ơi, mời người này lại mất hứng lắm luôn á. Không đi thì thôi, tôi đi á. Bà có hiểu cái đó không? Tôi không biết. Không, tôi không nói đâu. Kệ, mình cứ nói đi. Chả có gì hết. Đó chính là tất cả những kiểu người mà giờ ra chơi của chị Vani khi mà ngày xưa chị Vani đi học, chị Vani bắt phải. Không biết là các em sẽ thuộc kiểu người nào, ăn nhiều, nói nhiều hay là đi chọc ghẹo người khác. Nếu như mà kiểu người nào cũng được, nhớ comment cho chị Vani là được nha. Đừng quên like, share, kêu gọi mọi người đăng ký subscribe chị Vani nữa. Chúng ta sắp được nước vàng rồi. Cố lên, tạm biệt.